Want to see that Cambodian people to live with dignity, and that the country is really fully a sovereign, you know, nation. So we have a mission to restore democracy. So that's why we hope that we are their choice. You know, yeah. If not the first, so at least the second. Dương mình khoa lọc bí ca vay tầm lấy rưu môi ca đại tích tiên dàng na bài phạm vị trầm yến mò lương ca đằng nò mà bỏ dương cái dương bí thiếp đôi chạy 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 prung mà nụ chạy sẵn đá áo dạy dương đá trọng lợi. ខ្ញុំមកខ្លាចគាត់ក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាខ្លាច